trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV. Và sau đây Thâm Mai và Lê Thái xin trở lại phần tin thế giới với những tin đáng chú ý sau đây. Tham dự Thế vận hội đông quá quy định 6 lực sĩ bơi lội Ba Lan bị đuổi về nước. Chủ tịch Thế vận hội Tokyo không loại trừ việc hủy bỏ các trận đấu vào giờ chót. Dinh tổng thống của Afghanistan suýt trúng đạn pháo kích, Taliban không nhận trách nhiệm. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời Thâm Mai. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, tin thế giới cũng cho biết thì chủ đoàn Liên đoàn bơi lội Ba Lan đã lên tiếng xin lỗi sau vụ là 6 lực sĩ thành viên của họ bị ban tổ chức Thế vận hội Tokyo đuổi về nước vì đã đưa người tham dự vượt quá con số quy định. Ba Lan đã cử 23 lực sĩ bơi lội tới Nhật Bản và PGP buộc phải cắt đội hình xuống còn là 17 người và dựa theo quy định về vòng loại của FINA. FINA là liên đoàn quốc tế đặt trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ, được Ủy ban Tổ chức Thế vận hội quốc tế giao nhiệm vụ tổ chức cuộc thi đấu về các môn thể thao dưới nước. Và Chủ tịch Paul Wyszomirski nói là ông hiểu được sự tức giận của các lực sĩ bơi lội buộc phải trở về nhà cuối tuần qua. Và ông nhận lỗi lầm xuất phát từ lòng mong muốn nhiều lực sĩ và huấn luyện viên tham gia Thế vận hội. Trong số này thì có lực sĩ Alicia Shaw đã thi đấu tại Thế vận hội năm 2012 và năm 2016. Và một số lực sĩ bơi lội Ba Lan đã ký tên vào thư ngỏ yêu cầu toàn bộ ban lãnh đạo PGP phải từ chức vì sai lầm nói trên. Trong khi đó, thì trưởng ban Thế vận hội Tokyo 2020 Toshiro Muto ngày hôm nay cũng tuyên bố không loại trừ việc hủy bỏ việc tổ chức Thế vận hội vào phút cuối vì nhiều lực sĩ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Và các nhà tài trợ lớn đã từ chối lời mời tham dự lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày thứ 6 tới đây. Ông Toshiro Muto cho biết đang theo dõi số ca nhiễm COVID-19 và thường xuyên liên lạc với ban tổ chức để có thể đưa ra quyết định kịp thời. Số ca nhiễm COVID-19 đang tăng vọt tại Tokyo và làng lực sĩ. Thế vận hội bị hoãn lại một năm nay và được tiến hành với kế hoạch không có sự hiện diện của khán giả. Giới chức thẩm quyền của Nhật Bản trong tháng này đã chỉ định địa điểm bắt buộc các lực sĩ lưu trú để giảm thiểu rủi ro liên quan đến đại dịch. Đã có tổng cộng gần 70 lực sĩ hoặc là nhân viên hành chánh của ban tổ chức Thế vận hội đã bị nhiễm COVID-19. Thủ đô Tokyo ngày hôm nay cũng ghi nhận hơn 1.300 ca nhiễm COVID-19. Các nhà tài trợ hàng đầu như là Panasonic cũng như là Fujitsu và NEC Corporation cho hay sẽ không tham dự trận đấu đầu tiên, trong khi là Toyota Motor ngày hôm qua cũng ngừng tất cả các chương trình quảng cáo truyền hình liên quan đến Thế vận hội lần này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì các quả đạn pháo kích rơi xuống địa điểm sát dinh tổng thống Afghanistan, nơi đang diễn ra lễ hội Eid al-Adha của người Hồi giáo ở ngoài trời và có sự hiện diện của tổng thống Ashraf Ghani và nhiều viên chức cao cấp của chính phủ Afghanistan. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Ms. Wan Stan Kai cũng cho biết ba quả đạn pháo kích rơi xuống phía ngoài dinh tổng thống nhưng mà chưa công bố con số thương vong. Phiến quân Taliban đã lập tức phủ nhận trách nhiệm liên quan tới vụ tấn công, trong khi không chính thức tuyên bố ngừng bắn trong dịp lễ diễn ra tuần này. Nhiều năm qua, quân du kích Taliban thường bắn rocket vào thành phố, nhưng mà chỉ gây thiệt hại không đáng kể. Tình trạng mất an ninh đang gia tăng tại Afghanistan trong những tuần lễ gần đây, đặc biệt tại các tỉnh đang diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban, trong khi thì quân đội ngoại quốc bắt đầu triệt thoái. Ngày hôm qua, thì 15 đoàn ngoại giao và đại diện NATO tại Kabul thúc giục Taliban ngừng tấn công. Và tiếng đồng hồ sau khi mà phiến quân Taliban và chính phủ Afghanistan không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc đàm phán ở Doha. Báo chí của Trung Quốc ngày hôm nay cũng cho hay Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động xe điện ngầm di chuyển tại thành phố ven biển Thanh Đảo với tốc độ tối đa là 600 km/h.
trở thành loại phương tiện giao thông vận tải nhanh nhất toàn cầu. Cũng theo tin này, thì đoàn tàu Maglev chạy bằng điện từ bay lên phía trên mà không cần tiếp xúc với đường ray. Trung Quốc đã sử dụng công nghệ này trong gần 2 thập niên nhưng rất ít hạn chế. Thượng Hải có một tuyến Maglev ngắn di chuyển từ một trong các phi trường đến thị trấn. Với tốc độ trên thì chuyến xe điện ngầm Maglev đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, đoạn đường dài hơn là 620 dặm và chỉ mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ, thưa quý vị. Trong khi đó thì mất 3 tiếng đồng hồ đi bằng phi cơ hoặc là gần 6 tiếng đồng hồ để di chuyển bằng xe lửa cao tốc. Các quốc gia trên thế giới từ Nhật Bản cho đến Đức cũng đang tìm cách thiết lập mạng lưới Maglev, mặc dù là chi phí cao và không tương thích với cơ sở hạ tầng và hệ thống đường ray hiện tại. Hồi cách đây mấy tuần, thưa quý vị, bà Lê Thái, Thành Mai cũng có đi cái Metrolink, đưa con, đưa với lại gia đình đi Metrolink mà đi xuống như LA chơi. Thì lần đầu tiên, Subway thì có đi rồi, cũng chưa có đi Metrolink, lần đầu tiên lên ngồi cái cũng sợ chóng mặt, uống thuốc dự trữ sẵn hết trơn rồi, sợ bị ói, ai nghe lên không bị gì hết trơn, tỉnh bơ, tại vì xe nó chạy quá êm. Có giận không? Sướng. Có giận không? Không có giận. Có giận gì mình chuẩn bị thuốc ói mà nó không cho mình nói. Giận dễ sợ mà không ói thôi không giận. Chúng ta cũng hy vọng rằng trong tương lai thì mấy cái cơ sở hạ tầng về tất cả các đường giống như Subway hay là những cái tàu điện ngầm ở trên không này nọ thì nó cũng sẽ hoạt động cũng như là nó sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới, nó phổ biến ở Hoa Kỳ, đúng không chị Mai? Đúng rồi. Và thưa quý vị, tin từ Havana cho hay đại diện các tổ chức công giáo ở Cuba đã tham dự hội nghị ủng hộ chuyển biểu tình là hợp pháp và phổ quát của người dân để mà bày tỏ sự bất bình đẳng đối với chính phủ một cách trật tự và hòa bình. Các vị đại diện tham dự hội nghị đã ký tên vào bản thông điệp nói rằng họ tán đồng mọi quyết định của các giám mục công giáo Cuba liên quan tới các cuộc biểu tình nổ ra ngày 11 tháng 7 tại các thành phố khắp nước này. Các nhà lãnh đạo tôn giáo giải thích là họ không thể nhắm mắt hoặc là nhìn theo hướng khác, nhưng mà không thể không có gì xảy ra tại Cuba những ngày qua. Và nội dung thông điệp trên còn nói rằng là các nhà lãnh đạo công giáo tại Cuba nhận ra tiếng nói của Chúa trong nỗi bất bình của người dân. Hàng ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm và số người chết gia tăng vì đại dịch COVID-19. Và các vụ đụng độ xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình làm một số người bị bắt và bị thương. Các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi giới chức thẩm quyền của Cuba phóng thích người bị bắt vô cớ chỉ vì thực hiện quyền biểu tình của họ. Họ cũng yêu cầu khôi phục hoạt động mạng xã hội và dịch vụ điện thoại di động ở đây. Kính thưa quý vị, nhà leo núi người Nam Hàn nổi tiếng đã mất một ngón tay vì tê cống trong chuyến leo núi 30 năm trước, vừa được cho là mất tích trong cuộc leo núi diễn ra vào ngày hôm Chủ nhật ở Pakistan. Ông Kim Hong Bin, 57 tuổi, vừa leo lên đỉnh Rock Peak cao hơn 26.000 feet ở vùng Karakoram và bị mất tích khi đang trên đường quay xuống núi để trở về nhà. Một số nhân chứng cho rằng ông đã bị rơi xuống vực. Chuyến leo núi đã đưa người đàn ông khuyết tật đầu tiên chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới. Ông Kim đã bị cắt cụt tất cả các ngón tay vì bị tê cống đến độ mất cảm giác trong chuyến leo núi ở Alaska vào năm 1991. Ông đã lên tới đỉnh của Rock Peak hôm ngày Chủ nhật vừa qua trong chuyến thám hiểm cùng với một nhóm nhỏ các bạn đồng hành. Thư ký câu lạc bộ Alpine ở Pakistan cho biết là ông Kim đã bị trượt chân và ngã xuống sườn núi ở phía Trung Quốc vì thời tiết xấu. Và theo tờ AP, cũng cuộc tìm kiếm ông Kim đã được tiến hành cũng trong ngày hôm nay, thưa quý vị, với sự trợ giúp của Tòa Đại sứ Nam Hàn ở Islamabad, và nhóm người leo núi cùng với ông Kim đã phải hủy bỏ cuộc tìm kiếm vì thời tiết không thuận lợi. Tất cả đã xuống núi an toàn vào ngày hôm nay. Ông Kim đã leo đến đỉnh Rock Peak và chinh phục là 14 ngọn núi cao nhất của dãy Himalaya và tất cả đều cao trên 8.000 mét. Và thưa quý vị, thành phố cảng Thanh Đảo ở phía đông của Trung Quốc đang bị nhiễm một loại tảo xanh, hiện tượng tồi tệ nhất từ trước cho tới ngày hôm nay, với hơn là 1.700 cây số vuông diện tích. Vùng ven biển bị bao phủ bởi loại rong rất độc này, làm hại môi sinh, còn được gọi là thủy triều xanh. Vùng này bị tảo xanh lấn suốt 15 năm qua từ cuối tháng của mùa xuân và kéo dài khoảng là 4 tháng và làm rất là hệ sinh thái biển ở địa phương vì tảo hút oxy của các loài sinh vật biển và tiết ra mùi độc hại khi mà bị phân hủy. Theo China News thì thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc cũng cho biết có khoảng là 1 triệu tấn tảo xanh sẽ bị là 12.000 chiếc tàu loại bỏ khỏi vùng biển ven biển này sau khi đã loại là tổng cộng là 450.000 tấn tảo hồi tuần qua. Cũng theo Yuren Chen, nhà nghiên cứu của IOCAS, thì loài tảo xanh trôi nổi ở Thanh Đảo tới từ bãi cạn Sube ở ngoài khơi tỉnh Giang Tô. Mặc dù thì tốn hơn là 300 triệu Mỹ Kim trong hai năm 2018 và năm 2019 để mà ngăn chặn sự xâm nhập, nhưng mà loài tảo trên vẫn xuất hiện hàng năm vì nhiệt độ tăng rất là cao, thưa quý vị.
Vừa rồi là phần tin thế giới, chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ sau phần bảo trợ của đài. Cảm ơn quý vị.